Bạn tức giận là vì lòng chưa đủ bao dung. Bạn phiền muộn là do tâm chưa đủ rộng lượng. Bạn lo nghĩ là bởi trí chưa đủ thông dong. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn rầu rĩ là do nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn đố kỵ là vì mình chưa đủ ưu tú. Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ phiền não. Khoảng trời của một mình. Một mình có thể sẽ hơi buồn. Đừng quên an ủi bản thân. Ngày mai, dù chuyện gì xảy ra, cũng phải tiếp tục cố gắng. Một mình có thể sẽ cô đơn. Đừng quên dỗ dành bản thân. Trong lòng ấm áp thì chút cô đơn cũng chẳng đáng gì. Một mình có khi thấy lẻ loi. Đừng quên nhắc nhở bản thân. Mỗi người đều có con đường cần đi. Không ai có thể đồng hành với ta suốt đời. Một mình có khi thấy yếu đuối. Đừng quên cổ vũ bản thân. Chỉ cần dũng cảm hơn một chút, ta sẽ học được tính kiên cường. Một mình có khi thấy buồn bực. Đừng quên khống chế tâm trạng để không tổn thương đến những người quan trọng quanh mình. Một mình phải biết tự chăm sóc bản thân. Thế giới rộng lớn, người thương mình thật lòng không nhiều và không thể ở mãi bên cạnh. Nên hãy tập sống độc lập, vì mình và vì người lo lắng cho mình. Con đường đang đi là do mình lựa chọn, nên dù khó khổ đến đâu cũng dặn lòng phải đi cho đến cùng. Cuộc đời không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi công việc đều có niềm vui riêng, như mỗi người đều có những điều cần lo lắng. Chân mỏi có thể nghỉ, lòng đau thì lặng im. Tổn thương khó chịu thì ngồi xuống an ủi lấy mình. Dù thế nào cũng không cần bày ra bộ mặt thảm thương trước bàn dân thiên hạ. Khi gặp chuyện ấm ức, hãy ngước nhìn lên cao. Trời đất bao la sẽ giúp ta dung chứa mọi muộn phiền. Vì con đường phía trước của mỗi người đều rất dài, rất nhiều đoạn phải một mình bước đi. Bởi người sanh ra bạn sẽ già yếu, người yêu thương bạn rồi cũng sẽ rời xa. Chỉ có bản thân bạn là phải kiên trì đến cùng. Chúng ta đến thế giới này một mình, khi kết thúc cũng một mình rời đi. Người thân và bạn bè là những lữ khách của ta trong đời này. Có người sẽ đi cùng một đoạn, có người thì lâu hơn chút, nhưng rồi cũng sẽ rời xa, và ta lại phải tiếp tục một mình. Một mình tự lựa chọn con đường, tự chống đỡ mưa gió, tự đối diện tất cả các vấn đề. Một người vững vàng thì dù mưa to gió lớn cũng không thể ngăn cản lối đi. Cứ vươn mình bước tới, buồn vui hờn giận tự mình cảm nhận, ngọt bùi cay đắng tự mình kinh qua. Một mình quen rồi sẽ không thấy cô đơn nữa, vì cuộc sống này không có gì đáng sợ, không có gì là không thể. Hãy tin tưởng bản thân, bạn sẽ thành người mạnh mẽ. Trải nghiệm để trưởng thành. Có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể đón nhận. Có một số người mất đi rồi chỉ có thể buông tay. Một số đoạn đường lựa chọn rồi chỉ còn cách bước tới. Rất nhiều thứ tốt đẹp đều đến từ sự chờ đợi, không phải do giành giật. Nên có lòng nhẫn nại nếu không muốn lỗi hẹn với hạnh phúc. Hãy tận hưởng mọi việc lớn nhỏ phát sinh trong cuộc sống, vì ngày mai khi nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng.
rất nhiều việc phải đợi đến khi trở thành hồi ức, mình mới ý thức được giá trị mà chúng mang theo. Nếu thật sự có duyên, thì thời gian hay khoảng cách đều không phải vấn đề. Còn đã vô duyên, thì dù có gặp, rồi cũng mỗi người một hướng. Có lẽ một người cần đi qua rất nhiều đoạn đường, trải nghiệm nhiều vinh hoa và bao nỗi vất vả mới có thể trưởng thành. Khi nhìn rõ một người mà không nói ra, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ. Không thích ai đó mà không trở mặt, bạn sẽ cảm nhận được đỉnh cao của sự tôn trọng. Một người trưởng thành không phải vì sống lâu, đi khắp nơi và kinh qua nhiều chuyện, mà bởi họ biết lúc nào cần buông xuống hoặc khoan dung để hạn chế sự đấu tranh giành giật. Ai trong lòng cũng từng gánh chịu ít nhiều nỗi đau khác nhau. Không phải vì đã qua nên không còn cảm giác, mà bởi họ biết có nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm bản thân yếu đuối hơn mà thôi. Có những vết thương không phải không quan tâm, mà ta hiểu chỉ có thể lặng im đối diện, tự nó sẽ bình phục. Trưởng thành là có thể giữ tròn nụ cười trong quá trình chuyển hóa, khổ đau trở thành hạnh phúc. Bất luận cuộc sống hiện tại có bao nhiêu điều tồi tệ, cũng cần dũng cảm đối mặt. Đừng nghĩ chuyện lẩn tránh, càng không nên nguyền rủa oán than. Vì tất cả là để bạn trưởng thành, cần biết cách tận dụng lấy. Tự viết nên đời mình. Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được bạn. Không đố kỵ với kẻ khác sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng. Lỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường cái được rồi lại để vụt mất sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Cuộc sống giống như que kem, hãy tranh thủ thưởng thức khi kem chưa tan chảy. Trên đời này vốn không có quá nhiều nếu như. Bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng. Thế giới dù kỳ diệu đến đâu, nhân tình dù tốt đẹp thế nào, cũng không mấy liên quan đến bạn. Bạn là bạn, chỉ cần trang bị cho mình đôi cánh thật tốt rồi bay đến nơi muốn đến là đủ. Để cuộc sống vui vẻ hơn, hãy thực tập cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư toan tính. Hóa giải hận thù. Đời người như một làn khói tỏa, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản. Cuộc sống vốn không hề phức tạp. Hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể. Dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống. Giữ cho mình một lý do để cười. Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần mình nỗ lực phát huy, mọi người sẽ cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời. Nên chúng ta hãy học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút. Bất luận thế nào, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng sai hay hối hận
vì mọi quyết định đều có lý do riêng. Đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ. Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn. Dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì. Yêu thương không phải vì tìm thấy sự hoàn mỹ, mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng, vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi, có niềm tin trong lòng, thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Cũng là một cách sống. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Vướng bận của lòng tham. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Tự lực sống vui. Con người dù lạc quan thế nào cũng có khi phải rơi lệ. Nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh. Chúng ta đều mong ước khi trời mưa có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có ai đó bảo vệ. Nhưng ai nấy cũng đều hiểu rằng đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi. Việc dù nhiều rối rắm, mình cũng phải tự làm. Niềm đau dù khó tiếp nhận cũng phải tự mình bước qua. Thế thái thất thường, không thể không tỉnh táo. Lòng người thay đổi, không thể không thích nghi. Hãy học lấy sự trân trọng, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách lãng quên. Đối diện với điều khó đối diện có khi cũng là sự gánh vác. Tiếp nhận những điều khó tiếp nhận sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Dù lòng người thường hay yếu đuối, cũng nên cố gắng tập sống thật mạnh mẽ, vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này. Thương lấy bản thân, đối xử tốt với mình và sống những ngày tháng đáng tự hào. Lựa chọn thiện lành. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng.
Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình. Không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Đâu cần phải chấp nhất thị phi. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Nhất định phải có ý nghĩa. Làm người, chỉ số thông minh cao hay thấp, năng lực giao tiếp giỏi hay dở không quan trọng, nhưng tính cách nhất định phải có. Nói rõ hơn, bạn có thể không quá thông minh, giao tiếp không tinh tế lắm, nhưng nhất định phải có ý chí. Nếu gặp chút trắc trở đã đứng không vững, một lời ác ý cũng khiến bạn bất an. Vừa nghe ai ghét mình liền cảm thấy chán nản là do tính cách còn quá non nớt. Hãy nhớ lấy câu nói: càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn hãy sửa đổi những nông nổi, khắc phục sự lười biếng, bỏ đi những nghi ngờ vụn vặt, vượt qua các cám dỗ đời thường, đầu tư tâm huyết vào việc cần thiết. Và hãy để tinh thần yên tĩnh để làm tốt việc cần làm. Sau những nỗ lực hết sức, bạn sẽ nhận ra bản thân ưu tú hơn mình nghĩ rất nhiều. Định vị đời mình. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tĩnh.
Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ, sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Nhân quả thế gian. Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa, đáng ghét. Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thật ra, phương pháp tốt nhất để được xinh đẹp chính là giữ lấy nội tâm thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thật ra, những gì nhận được ở đời này đều là kết quả mình tạo ra trước đó. Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Phước báu đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Hãy khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tương kính với mọi người, mọi việc. Nếu có lòng tin vào nhân quả, sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời. Vui vẻ, kiên trì với những thiện lành hiện tại, sẽ đón một ngày mai tươi sáng, nhẹ nhàng. Trạm nghỉ của cuộc sống. Chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt, khó tránh khỏi những lúc sức cùng lực kiệt. Một trái tim nhỏ bé, yếu đuối sẽ có khi cảm thấy thương tổn, đau lòng. Nhưng không phải hễ có bao nhiêu uất ức thì đều phải phơi bày lên khuôn mặt. Càng không thể hễ gặp khó khăn là phải tìm người kể khổ. Nếu mọi nỗi đau đều có thể quên đi thì chẳng ai muốn giữ mình thanh thản. Nếu mọi vết thương đều có thể liền sẹo thì cần chi những cấm kỵ trên đời. Hãy nhớ rằng bạn cũng là một người bình thường. Lúc cơ thể mỏi mệt cần phải biết nghỉ ngơi. Khi trong lòng bị tổn thương cần phải được điều trị. Mọi việc chỉ cần bản thân đã cố gắng hết lòng thì kết quả thế nào cũng không cần hối hận. Bởi trên đời có rất nhiều việc không phải mình muốn là được, không nên làm khó bản thân. Cuộc sống chỉ có một con đường chúng ta không thể lựa chọn là đầu hàng. Có một lối đi không thể từ chối là trưởng thành. Bước qua một trắc trở sẽ có thêm một kinh nghiệm, khắc phục được khó khăn giúp ta thêm kiên cường. Cuộc đời nếu có thể bớt chút so sánh, bớt chút toan tính, bớt chút oán hận, bao dung nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, thì mỗi ngày đều là một ngày mới và thế giới sẽ trở nên yên bình. Một đoạn đường nếu đi đã lâu mà không nhìn thấy hy vọng thì nên thay đổi phương hướng. Một sự việc nghĩ đã nhiều vẫn không mở được nút thắt trong lòng thì nên buông xuôi. Một số người qua lại lâu ngày vẫn không cảm nhận được sự chân thành thì hãy rời xa. Một lối sống áp dụng một thời gian dài vẫn không tìm thấy niềm vui thì nên chọn cách thay đổi. Giữ mình chừng mực. Con người kiên cường lâu ngày sẽ có khi mỏi mệt. Tình cảm để tâm quá nhiều sẽ khiến lòng đớn đau. Công việc tích cực quá đà cũng có khi mang vạ. Lời nói
phát ngôn quá lố sẽ trở thành khoác lác. Đã là cuộc sống thì không thể thiếu cây đắng ngọt bùi, đã là cuộc đời thì sao tránh khỏi tình người ấm lạnh. Ai chẳng mong một đời thuận buồm xuôi gió, không gặp đau thương. Ai chẳng muốn quý trọng tình nghĩa, không bỏ không rời. Có một số việc nhìn rõ rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, có một số người hiểu thấu rồi thì không bận lòng nữa. Làm người nhiều lúc không nên quá rạch ròi, có khi hết lòng hết dạ vẫn bị trách hờn, cứ thoải mái vô tư thì không gì vướng bận. Chỉ cần trân trọng người trước mặt, làm tốt việc của mình, chân thành lương thiện, không thẹn với lòng, tất cả sẽ có sự hồi đáp xứng đáng. Mỗi buổi sớm mai, mỗi buổi sớm mai khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc bản thân sống một ngày vui vẻ và ý nghĩa, đầu tiên là cho chính mình. Trên đời chỉ có lòng người thiên lệch, chứ không có chuyện gì là không công bằng. Không cần oán, cũng đừng nên hận, cứ hết mình với hiện tại, mọi thứ lớn nhỏ sẽ từ từ lùi vào dĩ vãng. Cuộc sống dù tàn khốc đến đâu, bạn cũng hãy cứ kiên trì, vì nỗ lực bao nhiêu sẽ đạt được thành công bấy nhiêu. Khi thời gian qua đi, nhìn lại cuộc hành trình sẽ thấy, trong biển người mênh mông, mỗi một cuộc hội ngộ đều là một nhân duyên tốt đẹp. Đời một người tính dài ngắn làm chi, quan trọng là mình làm được gì trong khoảng thời gian sống. Cuộc sống gập ghềnh lắm, nhớ để người bên cạnh cảm nhận chút ấm áp, vì mỗi ngày người còn lại bên ta sẽ một ít đi, khoảng thời gian mình được gặp họ cũng ngày càng ngắn lại. Buổi sáng khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc mình bắt đầu một ngày bình yên, đặt niềm vui trong lòng và nở nụ cười trên môi. Không kể bạn đã gặp phải ai, người đó đều sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Mọi chuyện tuyệt đối không hề ngẫu nhiên. Người đó đến và sẽ mang cho bạn một bài học, một cảm nhận, một dấu ấn. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Người khi đến đường cùng tự khắc sẽ có một lối đi mở ra. Cũng như vậy, bất kể phải đi đến đâu thì đó cũng chính là nơi ta cần phải tới. Vậy hãy trải nghiệm những gì cần phải trải nghiệm, hãy gặp những người nên gặp. Cây tùng, cây bách chốn thâm u, nào cần người thăm hỏi mà quanh năm vẫn tươi xanh màu lá. Cây mai giữa sương tuyết, gió rét, không cần bè bạn, vẫn đơm hoa đúng dịp xuân về. Ai ai rồi cũng phải tự mình vượt qua một khoảng thời gian không có ai giúp đỡ, không người ủng hộ hay ân cần hỏi han. Nhưng chỉ có như vậy, người ta mới có thể kiên cường vượt qua giông tố. Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Đừng trách móc oán hận, mà hãy thản nhiên với hết thảy, xem mọi chuyện như khói mây. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, sinh ra từ cát bụi rồi cuối cùng lại hòa mình vào cát bụi. Lý tưởng đôi lúc giống như một ngọn đèn, thắp lên rồi vụt tắt. Tình cảm giống như một cơn mưa, mưa xuống rồi cũng khô đi. Bạn bè chính như một tầng mây, tụ hội rồi lại tan đi mất. Buồn khổ chính là một vò rượu, uống say rồi cũng tỉnh. Cô đơn chính là một vì sao, sau khi lấp lánh rồi cũng vụt tắt. Lẻ loi tựa như một vần trăng, mọc lên rồi lại lặn. Cái tuổi trăm năm cũng như giấc mộng, mệt mỏi vất vả trăm năm rồi cũng đến lúc phải ngủ quên thôi. Ngày về khép lại nhân gian, chỉ còn phước nghiệp
cưu mang bên đời. Này danh, này lợi, này tình, chợt thành bọt nước bồng bềnh trôi xa. Một khi hơi thở nhạt nhòa, còn chăng để lại ấy là tình thương. Khó dễ trong đời. Dễ là nói chẳng nghĩ suy, khó là cẩn trọng những gì nói ra. Dễ làm đau đớn người ta, khó sao hàn gắn bao là vết thương. Dễ là biết được vô thường, khó lòng cứ vẫn tơ vương cuộc trần. Dễ là độ lượng bản thân, khó sao dung thứ tha nhân lỗi lầm. Dễ là vong phụ ân thâm, khó câu tình nghĩa ngàn năm dạ hoài. Dễ là phạm những điều sai, khó tâm học hỏi những ai hơn mình. Dễ cho kẻ khác niềm tin, khó là luôn giữ chính mình thẳng ngay. Dễ là nói những điều hay, khó thay sống tựa trình bày ngữ ngôn. Dễ là suy tính thiệt hơn, khó lùi một bước nhịn nhường lẫn nhau. Dễ là sống vội sống mau, khó dừng chân lại thở sâu biết là. Dễ là hứa hẹn ba hoa, khó lời tín nghĩa thiệt thà một khi. Dễ là gieo rắc thị phi, khó là nội quán tự tri lại mình. Dễ là chiến thắng quang vinh, khó lòng khiêm hạ thấy mình nhỏ nhoi. Dễ xin địa chỉ mọi người, khó mà tìm được chỗ ngồi trong tim. Dễ biết nói, khó biết im, khó cùng ánh sáng, dễ tìm bóng đêm. Dễ vụng chân ngã xuống thềm, khó vùng đứng dậy vượt lên chính mình. Dễ biết trời đất rộng thêm, khó là biết được ngôi đền tự tâm. Dễ vui sáu nẻo thăng trầm, khó lần ngán ngẩm âm thầm hồi hương. Dễ khi mất cảm thấy buồn, khó trong hữu phúc biết thương giữ gìn. Dễ là vun vén quanh mình, khó tình trải rộng ánh nhìn vị tha. Dễ cho ngày tháng đi qua, khó là tỉnh thức trong ta vài giờ. Dễ sinh dễ tử mơ hồ, khó khi đối diện nắm mồ tuệ tri. Dễ là viết những lời thi, khó rằng mơ ước đời ni vẹn toàn. Thôi chừ tìm cái bồ đoàn, dễ là ngồi xuống khó hàng phục tâm. Dầu sao cũng quyết một lần, bằng không khó dễ lần khân nối dài. Những điều tâm đắc tôi học được từ cuộc sống. Tôi đã được học rằng thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng không có nghĩa là có quyền được độc ác. Tôi đã được học rằng nếu bạn không làm chủ cảm xúc của mình thì nó sẽ điều khiển bạn. Tôi đã được học rằng để xây dựng lòng tin phải mất đến hàng năm, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại nó. Tôi đã được học rằng bạn không thể làm mọi người yêu bạn. Tất cả những điều mà bạn có thể làm là trở thành một người mà người khác có thể yêu được, phần còn lại là tùy thuộc vào người kia. Tôi đã được học rằng đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống. Tôi đã được học rằng tình bạn thật sự sẽ vẫn tiếp tục phát triển bất chấp khoảng cách. Tình yêu thật sự cũng như vậy. Tôi đã được học rằng muốn sống hạnh phúc thì hãy tha thứ. Biết cách tha thứ cho người khác thôi vẫn là chưa đủ, bạn cần biết cả cách tha thứ cho bản thân. Trong các điều trên, điều đầu tiên là điều mà tôi tâm đắc nhất. Thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có quyền được độc ác. Nhiều khi trong cuộc sống, tôi bị người khác làm cho bực tức,
Đã không ít lần tôi định tìm cách trả đũa cho bỏ tức, nhưng thật ra làm thế chỉ khiến tôi thêm xấu xa mà thôi. Cái gì cho qua được cứ cho qua, giận rồi cũng nguôi. Mối quan hệ thâm tình và sự thanh thản trong tâm hồn mình mới là những điều quan trọng. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Sống để yêu thương. Mở tâm ra trọn với đời, cho tình thương nở đẹp ngời đóa sen. Mở lòng với lạ cùng quen, cơn mưa từ ái nhẹ len vào hồn. Bình minh rồi lại hoàng hôn, sống chan hòa chớ để buồn một ai. Cho đến tuổi đời phai, mỉm cười đã sống không hoài kiếp ni. Giữ lòng hỷ xả từ bi, đường về cố quần cùng đi dập dìu. Sẽ không buồn những buổi chiều, khi mình đã sống rất nhiều ban mai. Những điều không nên ngộ nhận trong cuộc sống. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để huênh hoang. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình thương là để kết nối, không phải để thử nghiệm. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để chia sẻ, không phải để so bì. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Công danh là để cống hiến, không phải để tự đại. Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương. Giả dối là để phá hoại, không phải để bảo hộ. Tin tưởng là để chắc chắn, không phải để áp lực. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường. Này em cứ trải lòng mình, dẫu từng khóc tuổi với nghìn đau thương. Niềm đau nỗi khổ là sương, sẽ tan tựa sóng trùng dương vỗ bờ. Này em chớ sống hững hờ, ơn người mở lượng tóc tơ một lần. Giữa đời có bốn cái ân, dầu khôn đáp tạ tình trần nhớ ghi. Này em vạn nẻo đường đi, nếu từng gục ngã kiên trì đứng lên. Đạo đời hai lối chông chênh, công thành không kể, kể bền lòng ta. Này em đạo lý xưa xa, thứ tha lầm lỗi chính ta nhẹ lòng. Biển đời lúc đục lúc trong, nhân hoàng mấy kể từng không lỗi lầm. Cùng tôi em hãy mở tâm, về xoa dịu những vết bầm tổn thương. Đời ai vui mãi không buồn, cõi tâm khoáng đạt vì nhường nhịn nhau. Thế thường khóc trước cười sau, kẻ giòn cười lại cứ sầu quanh năm. Thế gian vốn dĩ thăng trầm, dài khôn thua một nét tâm thật thà. Mong manh là cõi ta bà, này em hãy sống đang là hôm nay. Ngày mai ai biết ai hay, bàn tay con tàu lá lay đổi dời. Khi danh khi lợi qua rồi, cuối đường lưu già nét cười trẻ thơ. Cuộc đời thấp thoáng cơn mơ, thế nên hãy sống như chưa sống từng. Này em đôi lúc biết dừng, thản nhìn mây nước ung dung qua cầu. Vài lời thương mến cho nhau, thôi chừ sống lại từ đầu nghe em. Cảm nhận hạnh phúc từ những điều nho nhỏ. Hạnh phúc không ở chỗ bạn làm chức vụ gì
mà là cho dù bất cứ nơi đâu, mọi người đều tỏ ra yêu mến và trân quý bạn. Hạnh phúc không ở chỗ bạn tích cóp được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày bạn có làm được những việc mình thích hay không. Hạnh phúc không ở chỗ vợ của bạn xinh đẹp thế nào, chồng của bạn thành công ra sao, mà là nụ cười trên môi người bạn đời của bạn tươi tắn thế nào. Hạnh phúc không ở chỗ nhà của bạn rộng lớn bao nhiêu, mà là trong nhà bạn có bao nhiêu tiếng cười. Hạnh phúc không ở chỗ bạn lái chiếc xe sang trọng thế nào, mà là bạn biết giữ tay lái an toàn để về nhà bình an. Hạnh phúc không ở chỗ ăn ngon mặc đẹp, mà là ít có tai ương bệnh tật. Hạnh phúc không ở chỗ những tràng pháo tay nhiệt liệt lúc bạn thành công, mà là lúc bạn cảm thấy chán nản nhất vẫn có người nói với bạn rằng: "Này bạn ơi, hãy cố lên." Hạnh phúc không ở chỗ bạn từng nghe bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, mà là lúc bạn đau buồn rơi nước mắt có người nói với bạn rằng: "Không sao cả, có mình ở bên bạn nè." Hạnh phúc không hẳn là mỗi ngày bạn đến chùa tìm kiếm sự bình an, mà là ngay giữa đời sống huyên náo này, bạn vẫn xây được một ngôi chùa yên tĩnh trong chính tâm hồn mình. Hạnh phúc do mình biết cách, chuyện lớn biến thành nhỏ nhoi, chuyện nhỏ nhìn như mây khói, lòng ta biển rộng bên đời. Nhận biết khổ vui. Bởi cái vui ta thường hay ôm giữ trong vòng tay thế giới của riêng mình, niềm vui đó đâu thể nào lan tỏa đến chân trời, đến khắp cả muôn sinh. Bởi cái khổ ta vẫn thường xua đuổi, đuổi không đi, khổ dội lại nơi lòng. Khổ dồn nén, tháng ngày ta cằn cỗi, ta trách đời sao thiếu vắng cảm thông. Buồn san sẻ, hồn nguôi cơn giông bão, vui sớt chia, vui vỗ cánh ngàn phương, lòng thêm khổ vì ta nuôi phiền não, đời yên bình khi sống biết yêu thương. Niềm vui đó vốn bao la trời đất, nỗi buồn kia dường bể cả trùng khơi. Hãy đón nhận niềm vui không bám víu, và buồn kia hiện hữu mặt rong chơi. Đời có cả mật ngọt và mật đắng, có những ngày mưa nắng hẹn hò nhau. Hồn như núi soi xuống dòng tĩnh lặng, trong an nhiên thuyền lướt giữa vui sầu. Nếu ai hỏi tôi sợ điều chi nhất, tôi sợ nhiều bóng tối cõi lòng tôi. Danh lợi mất, tôi xem rằng chưa mất, mất lương tri là mất đã nhiều rồi. Nếu ai hỏi tôi ghét điều chi nhất, ghét chính là đánh mất sự bình yên. Nếu không thương, tôi không ghét, không phiền. Có thương, ghét, hồn nhiên như trẻ nhỏ. Nếu ai hỏi về tình yêu chân thật, biết nhịn nhường sống chấp nhận lẫn nhau. Yêu trói buộc làm người kia chật vật, hạnh phúc song hành chiếc bóng khổ đau. Nếu ai hỏi tôi biết ơn gì nhất, thưa chính là những trở ngại chướng duyên. Đời sóng gió giúp buông lòng kiêu ngạo, sớm quay về nẻo đạo biết nhu khiêm. Nếu ai hỏi điều làm tôi thất vọng, đó chính là mơ mộng đổi thay đời. Nếu tôi biết đổi chính mình quan trọng, thay cái nhìn thế giới đẹp tinh khôi. Nếu ai hỏi điều gì tôi hy vọng, ước mong mình mở rộng cõi lòng hơn. Cái tôi lớn đất trời thu nhỏ lại, tôi bé đi, đời bát ngát yêu thương. Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến, khi bạn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa,
thì bạn chưa tìm ra ý nghĩa thực sự cho cuộc sống của bạn. Bởi khi chúng ta được sinh ra trong thế giới này, chúng ta đều có một ý nghĩa chung nhất, đó là ta phải làm cho những người xung quanh hạnh phúc. Vậy thì không khi nào chúng ta đánh mất ý nghĩa thực sự đó, trừ khi vì một lý do nào đó bạn chưa tìm thấy nó mà thôi. Trên con đường cuộc sống, có một sự thật ít người có thể nhận ra, đó là người tốt sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta, trong khi người xấu lại đem lại nhiều kinh nghiệm quý báu. Đời sống không chỉ là một chuỗi những trải nghiệm dễ dàng và êm đềm, mà còn chứa đựng những thử thách và khó khăn từ những người xấu nữa. Những kẻ tồi tệ nhất, dù là kẻ gian ác hay những trải nghiệm đau khổ, đều mang lại cho chúng ta những bài học quý báu của cuộc đời. Họ giúp chúng ta nhận ra giá trị của lòng tin, sự kiên nhẫn và lòng nhân ái. Nhờ họ mà chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và biết ơn hơn về những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Ngược lại, người tuyệt vời nhất, những người mang lại sự ấm áp, yêu thương và hỗ trợ, giúp cho chúng ta biết cách sống để hoàn thiện chính mình. Họ là nguồn động viên, sự động viên và sự lẫy lừng mà chúng ta cần để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Vì vậy, dù là người tốt, người xấu hay là người tuyệt vời, tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Hãy biết đánh giá và học hỏi từ mỗi trải nghiệm, từ mỗi người gặp gỡ trên con đường của chúng ta, để trở nên mạnh mẽ, để trở nên mạnh mẽ và tinh thần hơn trong cuộc sống. Đôi khi cuộc sống đặt trước mặt chúng ta những thử thách, những khó khăn không mấy dễ dàng. Trong những khoảnh khắc đó, lòng người thường bị xao động, cảm xúc lẫn tránh nhau giữa sự thất vọng và hy vọng. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải biết nhìn nhận mọi khó khăn như những cơ hội, những bài học quý giá mà cuộc đời dành tặng cho chúng ta. Thay vì trách móc than vãn về số phận không công bằng, hãy nghĩ đến việc cảm ơn cuộc đời vì đã ban tặng cho mình những thử thách. Mỗi gian khổ, mỗi đau thương đều là những bài học, là những cơ hội để chúng ta trưởng thành, hoàn thiện bản thân. Chính trong những lúc gian khó, chúng ta mới thực sự hiểu biết và trân trọng giá trị của cuộc sống. Vấp ngã không phải là sự thất bại, mà là cơ hội để chúng ta đứng dậy mạnh mẽ hơn, kiên định hơn. Mỗi lần vượt qua được một trở ngại, chúng ta trở nên thông thái hơn, kiên cường hơn và giàu kinh nghiệm hơn. Đừng bao giờ sợ khó khăn, hãy đối diện và vượt qua chúng, bởi chỉ khi đó ta mới thực sự trưởng thành và thành công. Cuộc sống sẽ trở nên vui vẻ hơn khi chúng ta hướng đến sự hòa thuận và sẵn lòng thực hiện những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Hãy dành thời gian để thực tập sự tử tế, lòng nhân ái và sự sẻ chia. Khi chúng ta cho đi nhiều hơn, không chỉ làm cho người nhận được hạnh phúc mà còn tạo ra một làn sóng tích cực lan tỏa trong xã hội. Hãy tập trung vào việc tạo dựng mối quan hệ chân thành dựa trên sự tôn trọng và tâm cảm. Khi gặp gỡ người khác, hãy dùng trái tim để cảm nhận và đánh giá họ, chứ không chỉ là về ngoại hình hay là thành tích. Bằng cách này, chúng ta sẽ tạo ra một môi trường sống tích cực nơi mà mọi người đều được đánh giá và tôn trọng vì bản chất của bản thân. Hãy hạn chế việc đòi hỏi quá nhiều từ người khác và thay vào đó tự hỏi bản thân mình cần gì và làm như thế nào để đạt được điều đó. Bớt đi những tham vọng quá lớn cũng như suy nghĩ toan tính, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và sự hài lòng từ những điều nhỏ bé xung quanh mình. Cuộc sống sẽ trở nên rộn ràng và ý nghĩa hơn khi chúng ta tập trung vào việc làm cho bản thân và người khác hạnh phúc. Trong những khoảnh khắc khi cuộc sống trở nên vô nghĩa, mỗi bước đi trên con đường dường như mịt mù, không có ánh sáng nào để chiếu rọi, tâm trạng của chúng ta trở nên đắn đo và lo lắng, cảm giác cô đơn và lạc lõng ập đến như một cơn mưa bất chợt tràn ngập không gian tinh thần, làm cho trái tim của chúng ta cảm thấy nặng nề và đau đớn. Trong những khoảnh khắc ấy, cảm giác buồn tủi và thất vọng tràn ngập,
thậm chí khiến cho ta cảm thấy cả thế giới này dường như đã lạnh lẽo, đã quay lưng. Bất lực trước cuộc sống, ta mất đi hướng đi và ý nghĩa của bản thân, không biết làm như thế nào để đối diện với hiện thực đang diễn ra. Mỗi ngày trôi qua như một chuỗi ngày u ám và đơn độc, như là một bản hòa âm bất tận của nỗi buồn và tuyệt vọng. Băng giá từng chút một lan tỏa trong từng hơi thở, làm cho trái tim ta cảm thấy đông lạnh và khó chịu. Tuy nhiên, dù cuộc sống có trở nên tối tăm đến đâu, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Hãy nhớ rằng sau mỗi cơn mưa là bầu trời xanh biếc, và sau màn đêm sẽ lại là bình minh sáng ngời. Hãy tìm kiếm những tia sáng nhỏ bé giữa bóng tối. Đó là những người bạn, những niềm vui nhỏ nhặt để làm cho cuộc sống trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn. Đôi khi, sự đổi mới chỉ đơn giản là việc mở cánh cửa cho những điều mới mẻ và tươi sáng trong cuộc sống của chúng ta. Hãy dừng lại và khoan dội chấp nhận cuộc sống ảm đạm như vậy. Bởi đằng sau những bóng tối là những tia sáng rực rỡ mà bạn chưa khám phá. Đôi khi chúng ta cần nhìn lại và thay đổi cách nhìn về cuộc sống để cho bức tranh của chúng ta không chỉ là một sắc màu u tối mà còn là một bức tranh tươi sáng và đầy ý nghĩa. Hãy dành thời gian để quan tâm và yêu thương nhiều hơn, để chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn cùng những người xung quanh mình. Bằng cách này, chúng ta sẽ tạo ra một môi trường sống đầy hứng khởi và ý nghĩa. Đừng bao giờ quên rằng, một trong những chìa khóa quan trọng nhất để vượt qua những thử thách của cuộc sống là có một người bạn đồng hành. Hãy tìm kiếm cho mình ít nhất một người bạn đồng hành trên con đường gian nan phía trước. Sức mạnh từ sự đồng cảm và sự ủng hộ của họ sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và chiến thắng sự vô nghĩa. Trên con đường đời, chúng ta thường bị cuốn vào những biển bế tắc, những khoảnh khắc mịt mù và không hiểu lý do vì sao mình đang bước đi. Nhưng giữa những lúc đó, hãy nhớ rằng không ai trong chúng ta sống một cuộc sống vô nghĩa trên cuộc đời này. Mỗi người chúng ta đều được sinh ra từ sự yêu thương, từ những vòng tay ân cần và những nụ cười ấm áp. Đó là điều làm cho cuộc sống này đáng sống, và chúng ta mang trách nhiệm đối với nhau. Khi chúng ta đối diện với những thử thách, những khó khăn không lối thoát, đừng bao giờ quên rằng tình yêu và quan tâm của những người xung quanh mình là nguồn động viên vô hạn. Hãy dành cho họ những điều tốt đẹp nhất từ trái tim của mình. Bởi khi ta cho đi, ta cũng nhận lại nhiều hơn. Đó chính là bí mật để tìm lại ý nghĩa thực sự trong cuộc sống này. Mỗi cái ôm, mỗi lời nói ngọt ngào, mỗi hành động nhỏ bé đều mang lại ý nghĩa và hạnh phúc. Không lẽ nào ta có thể tìm thấy từ những thứ vật chất và danh vọng trên thế gian này? Trong cuộc sống có một điều quan trọng mà chúng ta thường quên đi, đó là sức mạnh của việc tha thứ. Tha thứ không chỉ là việc giải thoát cho người khác, mà còn là cách giải thoát cho chính bản thân mình. Khi ta dành thời gian để tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, ta đang giải phóng tâm hồn mình khỏi gánh nặng của sự oán hận và uất ức. Điều này mở ra một không gian bình yên cho tự do trong lòng của chúng ta. Cuộc sống vốn không hề phức tạp như chúng ta thường nghĩ. Bằng cách sống đơn giản nhất có thể, ta có thể tập trung vào những điều quan trọng nhất, dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân và bạn bè, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng họ là cách chúng ta cảm nhận được ý nghĩa thực sự trong cuộc sống. Khi ta thực hành sự đơn giản và tập trung vào những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa, ta sẽ cảm nhận được niềm vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Đó không phải là những thành tựu lớn lao hay là sự giàu có vật chất, mà là những tình thương, sự chia sẻ và sự hiểu biết đến từ việc quan tâm đến nhau. Hãy sống đơn giản và yêu thương, và cuộc sống sẽ trở nên đẹp đẽ hơn mỗi ngày. Khi những cảm xúc của thất vọng và bế tắc bao trùm tâm hồn mình, khi ước mơ dường như là xa xỉ
và không thể hoàn thành. Đừng bao giờ quên rằng bạn là một phần quan trọng của cuộc sống này. Hãy dừng lại một chút, đánh thức tâm hồn mình và nhìn ra xung quanh xem. Trong những khoảnh khắc im lặng đó, hãy nhìn xem có bao nhiêu điều mà cuộc sống này mang lại nhờ vào sự tồn tại của bạn. Có bao nhiêu nụ cười được chia sẻ, bao nhiêu trái tim được an ủi và bao nhiêu niềm vui được tạo ra từ những hành động, từ những từ ngữ của bạn. Dù có những thất bại, những giằng co trong cuộc sống, nhưng sự hiện diện của bạn vẫn là một phép màu, là nguồn động viên và ý nghĩa cho những người xung quanh bạn. Cuộc sống không chỉ là về việc đạt được mục tiêu và thành công, mà còn là về việc tạo ra những kết nối, lan tỏa yêu thương và ý nghĩa. Vì vậy, dù có những thất bại và thử thách, hãy tin rằng bạn vẫn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống này. Hãy đánh thức niềm tin và sức mạnh bên trong và tiếp tục bước đi với niềm tin vào ý nghĩa của mình trong thế giới này. Bạn có thể không tin, nhưng sự tồn tại của bạn luôn có ảnh hưởng đến rất nhiều người, rất nhiều sự việc. Vậy cho nên, bạn chớ có xem nhẹ giá trị của bản thân mình. Tại sao ông trời lại không ban thưởng cho người tốt? Ông tạo điều kiện để bạn trở thành một người tốt, người mang niềm vui đến cho người khác. Đó chẳng phải chính là hồi báo lớn nhất rồi sao? Vậy cho nên, bạn hãy cảm ơn hết thảy những gì bạn có được trong cuộc đời này. Trên con đường đời, không ai có thể tránh khỏi những thử thách và khó khăn. Mỗi người, từ nhỏ đến lớn, từ giàu đến nghèo, đều đã từng trải qua những thời kỳ khó khăn khi cuộc sống dường như quay lưng lại với họ. Nhưng trong những thời điểm như vậy, điều quan trọng nhất vẫn là kiên nhẫn và niềm tin. Con người sống trên đời hay toan tính so đo đủ việc. Cổ ngữ có nói rằng tâm sự do tâm khởi, nụ cười giải ngàn sầu. Tâm tính tốt là người bạn tốt nhất trong cuộc đời. Nó khiến cho người ta sống sung sướng, thoải mái và bình an. Con người đến khi có tuổi phải để cho tâm được thanh thản. Ít một chút giận dữ, nhiều một chút rảnh rang, thân dội nhưng tâm nhàn là những điều không dễ dàng đạt được. Nhưng thân dội mà tâm cũng dội thì tất sẽ sinh ra loạn. Con người còn được sống ngày nào thì ngày đó chính là phúc. Mặt trời lặn rồi mặt trời lại mọc, buồn thì một ngày cũng trôi qua, vui thì một ngày cũng trôi qua. Cho nên đừng để tâm vào những chuyện quá dùng dặt, nhỏ nhoi. Hãy để cho tâm được thoải mái thì thân thể mới được thoải mái. Chúng ta sống trên đời này giàu quá, chúng ta không hưởng thụ hết, cũng chỉ ăn một ngày ba bữa, thì cần nhiều của cái vật chất để làm gì? Chỉ cần sống khỏe mạnh, chân thành, yêu thương mọi người, thì đó vẫn được coi là một cuộc sống giàu có, sung túc. Giữa tình yêu thương và tình yêu thương chính là một loại tình cảm. Giữa tình cảm với tình cảm chính là một loại thật lòng, thật dạ. Giữa sai lầm tội lỗi với sai lầm cần một loại tha thứ. Hãy đem tình yêu thương của mình để sưởi ấm trái tim của người khác. Lúc ấy bạn chính là những tia nắng ấm áp của mặt trời. Chúng ta phải biết quý trọng người thân và những người chúng ta có duyên gặp nhau trong cõi đời này, vì mọi chuyện đều là nhân duyên của nó. Biết trân quý người bên cạnh mình, bởi vì một thời một khắc ở nhân gian ngày một ít, cuối cùng phải chia lìa để rồi hối tiếc. Vì những phút giây lẽ ra chúng ta nên trân trọng, sống ý nghĩa hạnh phúc với nhau. Không cần tranh giành, không cần đấu trí tranh hơn thua, vui vẻ trò chuyện để hiểu nhau hơn mới là quan trọng. Phải biết trân quý người đối xử tốt với mình, bởi vì một khi đã đánh mất rồi thì tìm đâu cũng không thấy lại được nữa. Một đời người rốt cuộc được bao lâu? Chúng ta cần phải kiên nhẫn như những hạt cỏ nhỏ mà vẫn kiên trì mọc trên đỉnh núi. Chúng ta cần phải tràn đầy niềm tin, tin rằng mỗi khó khăn đều là một cơ hội để trưởng thành
và học hỏi. Chờ đợi không phải là sự im lặng, mà là một hành động tích cực, là nỗ lực không ngừng để chờ đến lúc mặt trời lại sáng, để chờ đến lúc cuộc sống trở lại với những tiếng cười và niềm vui. Dù cuộc sống có thể khắc nghiệt, nhưng chúng ta không bao giờ đơn độc. Ông trời không bỏ rơi ai, đặc biệt là những người tốt. Mỗi nỗ lực, mỗi cố gắng của chúng ta sẽ được đền đáp. Mỗi giọt nước mắt sẽ được thấu hiểu và mỗi nỗi đau sẽ được xóa dịu. Hãy tin rằng dù có bao nhiêu khó khăn, cuộc sống vẫn đầy ắp những niềm vui và ý nghĩa. Và chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách bằng lòng kiên nhẫn và niềm tin vững chắc. Con đường thành công cần phải tự mình bước đi từng bước một. Chỉ có bước chân cuối cùng mới mang lại cho bạn cảm giác quy hoàng. Còn phần nhiều những bước chân trước đó đều là bình thường và nhạt nhẽo. Thế nhưng nếu không có những bước chân lót đường, chúng ta sẽ không có cách nào nghênh đón được niềm vui và thành công sau cùng. Cho nên bạn cần phải biết kiên nhẫn. Khi trở thành một người trưởng thành, bạn sẽ phải gánh rất nhiều gánh nặng trên vai. Đó là trách nhiệm với cha mẹ, với vợ con, với công ty, với họ hàng vân vân. Mệt mỏi mà bước đi và mong rằng sẽ nhìn thấy mặt trời chói lọi ở cuối con đường. Nhưng thường không kể chúng ta cố gắng như thế nào, trước sau vẫn không thoát khỏi được đám mây đen bám trên đầu. Muốn sống một cuộc sống vui vẻ thực ra không phải là điều khó khăn như chúng ta thường nghĩ. Đơn giản chỉ cần chúng ta học cách nhìn nhẹ nhàng vào mọi thứ, biết hài lòng với những gì mình đã có và sống giản dị. Chúng ta thường quá mải mê với những ước mơ lớn lao, những mục tiêu khó đạt được mà quên mất những niềm vui nhỏ bé xung quanh mình. Nhưng thực tế là hạnh phúc thường ẩn chứa trong những điều đơn giản nhất của cuộc sống. Nó không nằm trong những món đồ xa xỉ hay trong danh vọng, mà lại tồn tại trong sự hài lòng và biết ơn với những điều nhỏ nhặt mà chúng ta đang sở hữu. Hãy trút bỏ đi những hành trang nặng nề của quá khứ, những lo lắng về tương lai, và tập trung vào hiện tại. Sống giản dị không phải là từ bỏ mọi ước mơ, mà là hiểu rõ giá trị thực sự của những điều đơn giản và nhỏ bé xung quanh mình. Khi chúng ta truy cầu ít đi, chúng ta sẽ tự nhiên cảm nhận được hạnh phúc từ những điều tối giản nhất, và cuộc sống sẽ trở nên đẹp đẽ hơn mỗi ngày. Hạnh phúc không phải là đạt được điều gì đó, mà đơn thuần chỉ là một cảm giác. Hạnh phúc cũng giống như một dư vị quanh quẩn trong tim mình. Chua ngọt đắng cay đều có trong ước mơ mà ta đã từng theo đuổi. Hạnh phúc cũng giống như ước mơ, khi những nếp nhăn của năm tháng theo đuổi ước mơ hiện đầy trên trán, ta vẫn có thể thản nhiên, vui vẻ mà không chút ân hận hay tiếc nuối nào. Hạnh phúc chính là một chiếc cốc tưởng tượng, mong đem gạo nếp bình thường ủ thành dòng nước cam lồ tỏa mùi thơm ngát, sau đó dùng sinh mệnh để chờ đợi và cất giữ. Hạnh phúc giống như một ngọn đèn, khi bạn đi xuyên qua đèn đuốc của mọi nhà, sẽ luôn có một ánh đèn ấm áp soi chiếu con đường bạn về nhà.